Rồi chào mừng các bạn quay lại với kênh Mê Bốn Chuyện. Chúng ta sẽ đến với set đấu thứ ba, set đấu quyết định của cặp đấu 4-4 này. Set 3 này vẫn đánh 16 điểm tới 8 điểm đổi sân. Bên xem Việt Thứ chỉ thống phát bóng trước. Hàng 6 vẫn còn vô hàng và vô hàng. Set 1 bên Bình Minh thắng, set 2 bên xem Việt Thứ thắng. Và bây giờ đến set 3, điểm 0-0, chỉ không phát bóng. Một pha nhấc bóng tốt của Bình Minh, điểm 1-0. Set 3 này tới lượt Lâm Hưng phát bóng. Bóng không qua lưới. Điểm 1 điều. Lê Quốc nhét bóng tốt. Xin lỗi các bạn. Set 3 này tức từ hiện vào. Ủa, nhầm. Tức thể hiện nhé, bóng tốt. Xem mình thứ khá bóng tốt. Ủa, nhầm. Xem mình thứ đánh bóng tốt. Điểm 2 đều. Xây đá thứ 3 này Đức thực hiện vào thế chỗ của Tiến Đen. Đức thực hiện đánh giữa Lâm Hưng, không phải Minh công trái. Điểm 2 đều. Phát bóng. Quyên nhóc cắt bóng tốt. Điểm 3-2. Điểm 3-2. Bình Minh lại quánh đường đi sở trường, nhưng mà lần này bóng ra ngoài. Điểm 4-2 cho tên của xem một thứ và chi thống. Phát bóng không qua lưới. Điểm 3-4 cho tem của Lâm Hưng Bình Minh. Chi thống như bóng tốt. Điểm 5-3 cho tem của Sam Thứ. Liệu với sự thay đổi người này của bên Lâm Hưng có tạo ra sự khác biệt hay không? Không, vỗ anh thôi bên đây. Pha bóng này
bên ngửa lòng bàn tay lên giả cho bóng. Bên xem mọi thứ bắt. Bên bình minh vua. Bên nó bày biển mà đâu có được. Bày biển. 6-3 hả? Hôm nay bên bình minh vua các bạn. Điểm 6-3. Lâm Hương nhét bóng tốt. Điểm 4-6. Hết qua này là Lâm Hương ra phải. Xem mọi thứ các bóng tốt. Điểm 7-4. 7-4. Đường nghi sở trường của bên mình. Điểm 5-7. Xem mọi thứ các bóng tốt. Điểm 8-5. Hai bên đổi sân. Thế này là set đấu thứ 3 quanh 16 điểm tới 8 điểm đổi sân. Chi thông phá bóng. Điểm 8-5. Bóng ngoài. Điểm 6-8. Một pha cắt bóng trên trắng Đức Tự Hiện. Điểm 9-6. Đức Tự Hiện nhá bóng tốt. Điểm 7-9. Đức Tự Hiện trắng quý nhóc không được, nhưng mà đổi qua trắng xem mọi thứ thì được. Điểm 8-9. Quý nhóc với đường đi tốt. Điểm 18. Lê Quốc cắt bóng tốt. Điểm 11-8. Tâm Hưng cắt bóng tốt. Điểm 9-11. Lại là Đức Tự Hiện.
chặn đứng pha bỏ nhỏ của Sơn Mỹ Thứ. Điểm 10-11. Khi đổi qua trắng Sơn Mỹ Thứ thì Đức Từ Thiện đã lấy được hai trái. Chắn bóng ra ngoài. Điểm 12-10. Lâm Hưng cái bóng tốt. Điểm 11-12. Khang thủ bóng tốt. Bình Minh đánh phản công ăn điểm 12-12. Chặn đứng đường tấn công của Quý Nhóc. Điểm nghiêng về team Lâm Hưng Bình Minh. 13-12. Quý Nhóc cắt bóng ra ngoài. Điểm 14-12. Lâm Hưng phá bóng ra ngoài. Điểm 13-14. Một pha bỏ nhỏ của Lâm Hưng nhưng mà không qua tay trắng được của Sơn Mỹ Thứ. Điểm 14-14. Và chấm bóng tốt của Quý Nhóc. Điểm 15-14. Liệu bên Trang Lâm Hưng có lên 15 điểm không? Bình Minh cắt bóng tốt. Điểm 15-15. Mười lăm điều. Trái cuối cùng của set đấu thứ ba này. Lâm Hưng phá bóng. Có phải hai bước. Liệu anh ấy có thể tạo ra đột biến hay không? Kết thúc cho cuối cùng quá tốt. Điểm 16-15. Kết thúc set 3 của trận đấu 4-4 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và share video này nhé.